bột chiên. Bữa nay cháu này 2 trứng nữa là dân bà thằng nào cũng 2 trứng hết đó. Là nhiêu? 2 trứng mà không có bột chiên. Bà mua ăn tối. Chiên lên xong rồi có trứng bỏ lên. Nó nhìn rất là ngon. Trứng lên xong rồi để cho nó chín. Đây là bột mì hay bột gạo? Bột gạo đúng rồi con ơi. Bột mì chiên cục bột là con ăn hết được luôn, nó cứng ngắt luôn. Cái bột mì á là cứ người ta chiên bánh tiêu á. Dạ. Đúng không? Cho nên là nữ cái đó là chiên cái này là cứng ngắt luôn á. Khỏi nhai luôn. Cái này bột gạo là chiên chiên nó phải có giòn giòn mềm mềm nha. Dạ. Đừng gỡ qua nước ngoài nha con nha. Gỡ nước ngoài, nước ngoài nó dứt con ra cho chú đi là chết chú á. Sao chứ chú? Hả? Sao? Gỡ qua nước ngoài nó dứt chú đi là bắt đầu vợ chú ở đây mệt đó. Coi coi bà nào bà đứa không đi. Bà nào mà có nhà hàng sẵn. Đó đó. Nghe chưa ông ơi? Nghe chưa? Còn có gì? Không có cầm một tài ô nhớ đi. Nói giờ nói trước đi. Để nó gỡ về cho mới tiền trước nè em ơi. Đi liền, cắt liền. Ôi vậy nè, món này là người Hoa hả chú ha, hay là chú Hoa mà. Dạ. Có biết nói tiếng Hoa không? Dạ không. Đó, tự biết là nói vài câu biết liền à. Để giới thiệu là người Hoa nấu ăn quá rồi. Cái gì ta chạy. Dạ. Đu đủ. Rồi rồi đâu vậy? Thank you.
cảm ơn.